Dạ, em xin chào quý bà con đến với kênh YouTube Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ, thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại di động qua số là 0858 335 778 nha quý bà con. Dạ, thì hiện tại số điện thoại trên có sử dụng Zalo cũng như Facebook ha. Thì quý bà con có nhu cầu mua máy móc hay phụ tùng hoặc phục vụ cho gia đình, phục vụ sửa chữa liên hệ trực tiếp với em ha. Thì tối hôm nay lên cho quý bà con mình một cái phụ tùng cực kỳ hiếm ha con. Đó là những tay ca bóp hệ hàng nhĩ đi Nhật Bãi ha. Thì hiện tại em đang ngưng nhận đơn hàng online, qua Tết mới nhận lại nha quý bà con. Nhưng mà thì giờ cũng đang rảnh rỗi thì nên giới thiệu quý bà con mình á, cho chiều dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết á, thì dọn kho ra một mớ cái tay ga hệ đây, thì em cũng gửi quý bà con mình, thì bà con mình có nhu cầu cái liên hệ trực tiếp em á, để lấy về sử dụng ha. Thì cái hàng này cực kỳ hiếm quý bà con, tay ga hệ ha, tay ga bóp không nha, đây như thế này đây bà con, nguyên một bộ luôn ha, gồm ghi đông luôn, cầm luôn, tay lái bên trái bên phải, tay cầm bên trái luôn ha. À, nó cũng không có nhiều quý con, thì cũng nếu mà không giới thiệu thì bà con mình chắc cũng không có biết, thì nên ý là em không giới thiệu quý bà con cũng không biết em có ha, thì sẵn em giới thiệu thì có gì giới thiệu đó, thì quý bà con cứ sử dụng mình cái liên hệ ha. Thì tay ga bóp hệ nè, là sử dụng tay ga ống cần 24 quý con, sử dụng cho ống cần hầu như ống cần 24 nhiều ha, chỉ có mười mấy bộ quý con, gần 20 bộ thôi, thì sử dụng cho ống cần 24 này, ống toàn ống nhôm thôi nha. Khỏi không nè, cũng còn rất là đẹp nè, ốc còn sáng ha. Thì cái tay cầm mấy ống nhôm mà bà con yên tâm không bao giờ rỉ sét nha. Đây tay ga bóp hệ không, và cái này em đang bán với giá là 200.000 bộ đúng không, em không bán lẻ nha, em chỉ bán nguyên một bộ như thế này bà con ha. Nè, cầm tay ga rồi tay cầm bên trái và ghi đông ha, nguyên một cụm như là 200 ha, và cộng thêm ship nữa bà con. Thì nói chung là cái này nó cũng lặt vặt nhỏ nhạnh thôi con, nhưng mà nhiều khi không giới thiệu bà con mình không biết mà em đang có, nên em soạn kho thấy nó dư dư nè, thì em giới thiệu với bà con mình á, ai có nhu cầu ai tìm kiếm thì cái liên hệ với em ha. Thì nói chung là cũng nhiều người hỏi đây lắm bà con, nhiều người hỏi lắm, mà nhiều khi lúc mà không có được tại vì trong kho rồi nó tùm lum cái chuyện ta, nó không hay là bươi móc lên, hôm nay rảnh rỗi thì dọn kho thì phát hiện ra thì cũng còn nhiều nhiều nè. Thì quý bà con mình có nhu cầu thì cứ liên hệ ha, không có mấy anh khách nào miền ngoài hỏi nhiều lắm. Tay ga bóp hệ họ thích những cái máy xịn sò, họ những kiểu như là TL261 hay là TL3343, những cái máy mà họ tuyển máy quýt á, nhưng mà họ muốn sử dụng tay ga bóp hệ như thế này nè, nhiều khi cái hàng theo máy là tay ga gạt họ không thích á, thì họ muốn đổi như thế này nhưng mà tìm lại không có ha. Thì hôm nay thì có nhiêu đây, thì bà con mình có sử dụng thì cứ liên hệ với em ha. Dạ, em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Dạ, em xin chào mọi người nha.